có tiền có bạc đó mình tư mình dai thôi. Đó bà ở công thơ ở đâu á, bà đó cũng dọc xin ở đây, xin đổi chó rồi, cho rồi là buổi chiều bà không về luôn á, bà đợi xô đây luôn, một chút ngay trấn luôn, ngay luôn á. Lúc đó tôi đi bắt liều, tôi ở nhà, ở nhà bà lên cung mình bà cũng gì đó là chui bá cái này chui mù cái đồ chai cây mù hết. Yeah. Ông bảo tôi á, ông bảo nó để về nhà đi coi đi. Mà tôi về nhà tôi coi, trời ơi, sao mà cũng có đổ mũ vậy, đủ mũ vậy. Bà nói là cũng vậy được lâu, trời ơi, bà nội này. Con răng hổ đó. Vỏ của hổ mây. Ừ. Dạ. Ừ. Còn kế bên là cái gì sư phụ? Nãy hả? Dạ. Nãy là cái lòi cây đó. Cái lòi cây. Lòi cây. Ừ, hồi xưa đó. Dạ, lòi cây xưa. Ừ. Dạ, còn bên trong con thấy có treo những cái cái gì sư phụ? Con nãy là chân gà rừng nè, gà rừng nè. Gà rừng. Ừ, gà rừng. Dạ. Ừ. Còn ở dưới sư phụ? Cái này là con chim mèo nè. Cái này là cái đùi con răng hổ mày, cái đùi nó đó, cái đùi hồi đó nó chết, tôi chặt một khúc đó để mà làm thuốc. Dạ. Wow, khá là ấn tượng. Sư phụ có thể cho con biết được thầy tổ ở bên này là thầy tổ có tên gọi là gì không sư phụ? Này là ông ta Thmo Kol. Yeah. Ông ta Mo Cô. Ừ. Còn cái miếng màu đỏ đỏ là gì sư phụ? Dạ thì Thanh Trúc xin chào cả nhà. Thì bữa nay Thanh Trúc có đi với anh em, thì đi lại chỗ cái núi này, không biết núi nào, mà nhưng mà gặp cái sư phụ á. Sư phụ ở đây thì gặp gắn hổ mây. Và sư phụ ở đây cái bìa hay sư phụ là những người mà thôi nhau á, sư phụ đều hàng gắn lại được. Và những người mà muốn xin phép làm ăn thì hãy liên hệ sư phụ ha. Thì câu chuyện như thế nào mời sư chú và theo dõi. Là sao giờ không có bước ra được là con răng không? Con răng. Ừ, răng quạp, răng hổ, răng hổ xưa, hổ sơn. Ừ, con rít này kia ú nhọc luôn, không có ai bước đi đường này được đâu. Hồi xưa rừng không, hồi năm 82 đó. Rừng không. Đi. Dạ, có một mình tôi thôi ở đây, không có ai ở được đâu. Ok. Ừ. Ông ta của sư phụ. Dạ, ông ta đó. Sư phụ thành lập cũng đã lâu chưa? Nãy là hồi xưa tôi làm nhỏ xíu á, làm nhỏ xíu. Lúc đó ông ở ngoài thành phố á. Ngoài thành phố ông lên đẩy thắp nhang ở đây vợ ông binh á. Binh ở bệnh viện Chợ Rẫy vào đâu đó. Không hết binh, ông lên đây có duyên gì tôi thắp nhang đây cũng xin là cho vợ ông đang hết binh, ông trả lễ lên trả lễ. Rồi ông xây cái miếu đó lúc nhỏ xíu quá. Sư phụ xích lên cái miếu đi sư. Ừ. Rồi sư phụ bở là cái miếu nấy lúc đó làm gần đây thôi. Nhỏ nãy sau này mấy tháng trước này nè là ông ở Tây Ninh. Ông Tây Ninh, ông xưa cho lợn lại. Xưa cho lợn lại từ hôm nay, xưa được mấy tháng rồi, xưa lợn lại. Đó. Dạ thưa sư phụ, dạ. Như vậy là con thấy ở bên trong là có một ông lão. Ừ. Nhưng mà cầm một con rắn đó sư phụ. Dạ, cầm một con răng đó. Cái này là mình kêu là miếu gì sư phụ? Là ông Tâu Sa Banh. Dạ. Ừ. Còn tiếng Việt mình là sao sư phụ? Là ông Ta Sa Banh. Ông Ta Sa Banh. Ừ. Dạ. Kêu dễ hiểu là ông Ta Đen hả sư phụ? Ừ. Thì sư phụ có câu hỏi thì theo mà bà con người ta lại muốn cầu
làm ăn thì ta làm cách như thế nào sư phụ? Người ta có duyên gì tôi nói vậy đó, có duyên gì ông á, mình lấy mùa chay cây cung mình xin xin là đổ cho con vậy đó. Giờ bữa nay tôi lệnh tới là ông ta nên non rồi, ông ta nên non á. Ông ta non, hôm nay con trao cũng khổ lắm, xin đi mần ăn này kia cho dụ về trong nhà đình mần ăn, có tiền có bát đó, mình tư mình dai thôi đó, mình dai sao mình biết sao mình dai vậy đó. Dai vậy nên mình có duyên ổng cho mình mần ăn cũng được tiền bạc khá giả vậy đó, mình voi mình khoe trong nhà đình của mình đó. Chỗ này không cho xin số, số người ta không cho đâu, chỗ này ta niệm Phật tông kinh cho tốt thôi, ví dụ số người ta không cho. Nếu mà con nào có duyên cũng cho làm một tháng hay là hai tháng một lần thôi, không cho nhiều nữa, không cho. Bây hôm nay tới bây giờ con trao lệnh xin vai, tôi không biết nói làm sao, không biết. Ừ, 3-4 ngày lên xin, bây giờ biết nói làm sao vậy? Dạ. Mình nói người ta nói mình khó này kia khó. Cũng có mấy anh chị lại đây xin. Xin nhọc nhọc luôn mà. Dạ, tại vì con có nghe lời đồn á thầy. Dạ. Là ở miếu ông Tà Đen này. Dạ. Thì khá là linh thiêng. Nhiều người lên đây cầu nguyện về được trúng số. Dạ. Đó bà ở Công Thơ ở đâu á. Bà đó cũng dọc. Xin ở đây. Xin rồi chó rồi. Cho rồi là buổi chiều bà không về luôn á, bà đợi sâu đây luôn. Ủa chung ngay trận luôn. Dạ. Ngay luôn á, lúc đó tôi đi bắt liều, tôi ở nhà. Dạ. Ở nhà bà lên cung mình bà. Cung gì đó là chui bá cái này chui mù cái độ chạy cây mù hết. Dạ. Ông bảo tôi á, ông bảo nó để về nhà đi coi đi. Mời tôi về nhà tôi coi. Trời ơi, sao mà cũng có đổ mũ vậy, đủ mũ vậy. Bà nói là cũng vậy được lầu. Trời ơi, bà nội này. Người ta cũng biết ăn gì mình chứ. Ông mày cũng bà cái đổ mũ. Dạ, cũng bằng mũ hay là... Ông thích là đủ đu nè, là chui nè, dừa tươi nè, gì rượu một xí, ông thích như thôi, ông đâu ăn gì đâu. Dạ. Tôi nói là bà sao mà cũng vậy. Bà nói cũng đồ mũ cho chị Phú ơi, được lầu. Trời ơi. Đồ mũ cho lâu rồi. Bà này nữa. Dạ con xin chân thành cảm ơn những chia sẻ của thầy đã gửi đến con cùng với quý vị phật tử gần xa trong ngày hôm nay. Con nguyện cầu chúc cho thầy luôn luôn có thật là nhiều sức khỏe và bình an mỗi ngày. Nam mô A Di Đà Phật. Chào thầy. Phụ con có nghe bà con ở đây nói là sư phụ là có thể giúp được những anh chị mà bỏ nhau và thôi nhau và người đi lạc và những người phép làm ăn, thì sư phụ có làm được điều đó đúng không sư phụ? Dạ, cũng là chú ơi, làm là được một mơ cũng không, cũng không vậy đó. Tự nhiên là con trao có duyên vậy đó, mình cứu người ta được, không có duyên mình cứu không được. Dạ sư phụ, thì sư phụ làm có ăn tiền không sư phụ? Đó người ta cung trái cây này kia đó, thuốc đèn cây cái nhàn gì đó, rồi tiên bác con trao cung nhiều và cung. Có nhiều thôi. Tư nhiệm con trao. Cũng nhiều rồi cũng. Sư phụ có số điện thoại không sư phụ? Có là còn ở trao á, chú nói là bây giờ là hiên tích này, bây giờ có một đại tư thôi. Ông kể này cái kia cho tôi nghe, hồi năm tôi cũng về, sang rồi tôi về năm 83. 83 bạc ẩu ông cho tôi đi rồi. Đi rồi. Nói là cho tôi là đi niệm Phật tông kinh dòng nội rô này đàn cho hiểu cái cuộc đời của mình đó, là mình làm cái tội ác gì mình đi niệm Phật tông kinh cho quả cái cuộc đời nạn của mình hồi kiếp trước. Chú cũng đi là hết 7 năm trong nội rô đây, mà ông chi là ông dòm hết tất cả là ông ta cu tô, ông ta nuôi cầm, ông ta nuôi dài, nuôi két, là nuôi bố cương, nuôi bố câu. Ông hội họp tất cả là giọng bấy nuôi này. Ông nói là con là có duyên hồi kiếp trước. Con phải thê tổ sao văn nay non hôm nay. Là đẩy sắp tới con phải đi giữ con răng cho tổ. Kêu tôi. Tôi không có biết cái gì mà tôi chấp hỏng anh, ông đó cũng đi. Đi là tôi hồi nhỏ tới lớn tôi biết con rằng hổ mày, tôi không biết đâu, không biết.
nghe ông già hồi xưa nói mình đâu có biết, gặp mặt đâu mình nói, chừng nào gặp mặt mình tin. Cũng vậy đó, đây cũng vậy đó. Ồ, cũng đi chú ơi, bỏ vợ con hết 5 năm đi. Đi đó để được là một năm, mình trực 3 tháng là một tân đi thải một lần, tân thải mình cắt là có bình nhỏ nhỏ vậy đó, để da da vậy cho mày ông uống. Tôi ngu ở đó, ông bao nữa. Ông nói là con trao có nhà, có cửa, có anh, có em, có vợ con người ta ở trong rừng, trong hóm, trồng hàng, có gì mà ăn, phải mình người ta uống có ba cái nước không mà người ta xong. Rồi tôi thực lên tôi xách cái bên đi nữa, rồi là đi một tinh khai nó là đầu tiên chú ơi, mời tôi nghiệp đầu tiên. Bi là một năm 3 tháng, tôi tức là tháng 11, tháng 12. Thằng bà vậy đó, thằng mua hết mưa đó. Rồi tôi để đầu tiên á là nắm cái chai để đó dòng nhau xách nước 10 lít lên. Tôi nói là chú ơi, để một cái trâu đó đó, con này con kia dỗ uống trước mặt tôi luôn. Sư phụ nhắc tới vụ khóc nè. Dạ thưa thầy, có nghĩa là trong cái thời gian tu tập đó thì rất là khó khăn và đầy cái khổ cực ha thầy ha. Yeah. Rồi tôi ngồi suy nghĩ, tôi nói là tấm lòng tôi có phước nhiều lắm, phước của tôi không biết mấy kiếp, phước là hết. Rồi tháng sau tôi đi nữa, đi lúc đó chú ơi cũng mệt, đó là cũng tháng 3 là ngày thứ 6, cùng mệt tôi dỗ trong hang ngu là đầu tiên nó tôi không biết là con gì tôi không biết đâu, mệt quá không có ăn cơm đâu, ăn được bùi tới hiện nay bây giờ ăn đâu được đâu, ăn được bùi thôi, ngày nay vũ về trong Minh ăn được 2 bùi vui được bùi thôi. Là hồi đó dỗ trong hang mệt quá, nó là nghe tiếng đó, nghe tiếng là vậy đó. Mà tôi tương là con ong bứ mình đấy chú, mình đâu phải tương con hổ ở đâu, đang hổ đâu. Ừ. Rồi tôi cũng dòm còn không thấy một lạc đâu, nó phun qua là đó, tôi dòm trong hàng đó mà tôi hu cũng thấy một khúc thôi, là cái đậu nó dỗ lục rồi. Chúng mình nó mà tôi thấy một cái đuôi, hai cái đuôi đó ra là cái đuôi cũng bự lắm, không phải nhỏ đâu, mà cái đuôi một con đó là xé vậy, một đuôi đó mà có vậy nó quấn nhào. Tôi đi thắp nhàn chỗ cái hàng đó, nói ông tô ơi, giờ cho con về đi, chỗ tránh đường con về đi, sợ nó ở dưới nữa. Cỡ một giờ mời mắt hết, mời tôi xuống. Rồi tôi xuống đi nữa là một tấn đi thai lần, tấn thai lần. Đi bữa sau gặp một con nó đè, tôi nói là tôi đi đường tôi đậu quá sao không đè, bữa nay sao tháng này sao mà ông đè. Tôi thấy là ở kẹt đá là cách xa 3 mét thôi, tôi dòm thấy là cái chân nó ở ngoài bụng nó chăng tươi à, bụng là bự lắm, chăng tươi à. Tôi cũng bỏ để được cho ông uống. Bây giờ mày ông ơi lên uống đi, tôi lên tới rồi. Cũng vậy, người ta đâu có làm gì mình đâu, mình biết người ta rồi. Mà lúc đó tới năm tới tháng á, tôi nhờ vợ tôi đó, vợ tôi con hỏi con, tôi nhờ qua rồi chú ơi, đi hết 5 năm ai không nhờ vợ con.
đi rồi cái dạ thưa thầy à, có nghĩa là trong lúc thầy tổ hành xác của thầy thì bắt thầy đi liên tục dùng bảy núi này là đi trong vòng 5 năm luôn hả thầy? 5 năm. Nhưng mà mình không có mang theo đồ đạc gì hết chứ hả thầy? Tôi ở cái chòi tôi đi một bộ ao thôi. Chỉ có một bộ đồ duy nhất thôi. Dạ. Đi đó là tôi nhờ bắt đầu nhờ vợ tôi rồi. Tôi xin phép gặp vợ tôi. Lúc đó là trên vô tôi soi đèn pin xuống. Xuống thấy bà xã tôi đang ôm con thứ ba. Ôm bụ đó, bụ ở trong mùng. Tôi cũng thương vợ tôi lắm, tôi dụ ôm. Ba trả lời nói là ông ơi, tôi nghiệp tôi, ông đi xa đi. Đi ra đi. Trung bình ông hơi con răng qua rồi, tôi chịu không nổi, không nói. Đó. Mời tôi thương vợ tôi, tôi nghiệp vợ tôi đi quay lại cho tôi ở lại. Bi cùng Minh tôi là hỡi con răng không, bà không cho ngu. Rồi là Bi trực đó chú ơi, tôi không phải là ôm bá cái nước gì đâu, người ta không cho tâm. Đúng cái lực người ta một tháng 18 một lần. Vậy đó. Bi con rằng hôm nay ổng cũng vậy, ổng một tấn mà ổng tâm một lần. Đó. Một tấn. Như vậy là trong cái lúc thầy tu tập đó, dạ, dạ. Là thầy ở chung với ông gắn hôm nay luôn. Dạ. Mà ông là tôi ngủ dậy, ngủ hang đứng hàng trong cưa vậy đó. Yeah. Tôi ngủ ở đây, ngủ đấy, ông vô mò đường đó đó. Mòi. Ừ, ông mò vậy. Mà ông gắn hổ mây to không thầy? Cỡ 5 thước á. Cỡ 5 thước á. Khá là lớn. Ừ. Mà con đen á, hiên lắm, con đen. Yeah. Mà con vàng đó, ồ, lẹ lắm. Như vậy là có nhiều ông lắm á thầy. Ừ, là ba thứ lắm, là con sam nè, vì con đèn là giọng trẻ này nè. Dạ. Giọng trẻ này. Vậy là đen, xám và vàng. Ừ. Là ba ông. Ba màu. Ba ông. Ừ. Nhưng mà cái trách nhiệm của thầy đi theo ba ông đó là để làm gì thầy? Bi mình không biết, chú ơi là ông Tô bảo chú vậy là thể ông. Bi hai con rằng đó là mấy 200 năm trước là ông Tô xứ Đông á, tổ xứ Đông ông niệm Phật ngồi thiên ở hàng núi đó là linh của ông. Bây giờ ông mắc rồi ông cho tụi thể ông. Vậy đó. Yeah. Thể đại đó là hai con tôi để tên luôn. Tôi để tên là con đứa con cái tôi để tên luôn. Tôi để tên là Hong Hem. Là Hong Hem. Tôi để tên cho mày ông luôn là Hong Hem. Là lúc đó là tôi trông bằng câu dạy búi để dành ăn của tôi thôi. Mà lúc đó bà xa tôi đi lúc đó là bà đóng qua phả quay gì đó mà bà không có được sinh. Ừ, bà xa tôi cũng để bà dụ cho con ăn thôi, bà đâu mua bán gì đâu. Rồi rượt bà đó. Rước bà xa tôi là 500 mét á, rước bà xa tôi. Chàng ơi. Ừ. Rồi bà xa tôi nói là mày ông cũng vậy nữa, nói là nhà đinh của tôi. Bà đâu có phả quậy về đâu, đi bé cho con cháu, dụ cho con cháu ăn thôi mà ông làm vậy, tội chết. Dạ, thưa thầy, thầy cho con hỏi thăm á, dạ. Khi con bước vào cốc của thầy á, dạ. Thì con thấy được thầy treo rất là nhiều xương. Dạ. À, tuy nhiên đây là xương gì vậy thầy? Là cái này là cái xương là chỗ này nên biết là cái xương con hổ vậy đó, tới này. Dạ. Mà lúc đó tôi lên nuôi tôi thấy ở ngoài đất á, tôi mỏi lên tôi tưởng là mấy ông của đổ mày ông công á, có muộn ăn cơm vậy đó. Mà tôi mỏi quá đâu con. Xương của ông hổ. Dạ. Còn bên này thầy? Là nay là cái loài còn bên kia là cái đuôi hổ đó, đuôi con hổ đó chết tôi cắt qua đó hồi đó đó. Đuôi hổ đó. Ừ. Như vậy là thầy từng gặp ông hổ rồi luôn. Dạ dạ. Dạ. Nhưng mà con có một cái thắc mắc này nè thầy. Con không biết rằng thầy tu tập từ đâu mà thầy lại có cái khả năng đặc biệt, có nghĩa là vợ chồng thôi nhau
Dạ, thầy có thể làm cho quay lại ở chung với nhau. Dạ. Rồi người đi mất, đi lạc mất, thầy có thể làm cho người đi lạc xuất hiện trở về. Dạ. Nhưng mà con không biết rằng thầy tu tập như thế nào mà lại có khả năng đặc biệt. Vì là mình làm thay cho ông Tô cho tuổi làm thay cứu dần cứu thê. Ông cũng nói về tôi rồi. Dạ. Ông bao về tôi rồi. Không phải là mình làm thay thì cụ con chào nào được đâu chú ơi, không có đâu. Bên tôi như vậy, người ta dạo tôi như vậy. Không cho làm thay là cụ con chào hết 100 người là hết 100, không có đâu. Không có đâu. Yeah. Ông nói là cho tôi cụ giận của thế là con chào nào có cần diện về tôi, có diện về tôi, háp về tôi mà tôi cứu người ta được. Nó vậy đó, ngắt vậy đó. Nhưng mà người ngoài thì thầy có thể cứu được. Ừ, chừng nào có duyên mới cứu người ta được, vậy đó. Dạ. Mà không có duyên cũng không được đâu. Nhưng mà cái khả năng đặc biệt của thầy nữa là giúp cho người ta làm ăn buôn bán thuận lợi á. Dạ, dạ. Rất là hay. Dạ, dạ. Dạ. Bởi vậy á, tôi sai mới nhiều đó chú ơi. Tôi sai thì sao, tôi giải đại tư á. Bi đại tư nào không có thể tôi được đâu. Nếu mà thê tôi, chập hành tôi mới được. Ông Đo ở Tân Nguyên, nằm 90 ở Tân Nguyên Việt Nam, lên ngủ gì tôi ở đây, xin tôi làm đại từ. Ông là 60 mấy tôi đó, mà ông xin làm đại từ. Tôi nói cho chú ơi, chú lận tôi xin tôi làm đại từ đâu được, tội chết. Ông không chịu nữa, chịu ở về tôi 2 năm tôi cũng dạy ông này kia mũ bán đó, là làm cái ngày cái cháu cháu vậy đó. Yeah. Tôi nói là chú, tôi nói chú trước nghe không? Cái này không có đổ mùa ban, không có. Nay là mình làm cho con trao, người ta mùa bàn được, người ta cúng mình nhiều là cúng. Đừng đổi, không có được nghe. Là sai cái lực của tổ của tôi. Trời ơi, ông làm đại tư, chỗ nào không có đại tư tôi. Nó bảo tôi, ông Thái Phú đứng dài nữa. Nó bàn cho dài dài, mãi nuôi xăm cho độc lông xuyên, tôi dung tàu. Một châu với hai triệu, ba triệu, một triệu, trời ơi. Là mua về để buôn bán được đó ha thầy ha. Nó học chuyên tôi á, nó làm ăn tiền. Dạ, làm ăn tiền. Ừ, một chậu với đất, ví dụ một chậu làm cho chú, nó đổi 2 triệu bạc đó. Một triệu vậy đó. Đó là búa thép, đó là búa thép mua bán. Không phải búa thép mà cụ giận cụ thê đâu. Nó hư cái tiền của chú nữa. Đó thấy không? Nhưng mà là đệ tử của thầy. Ừ, nó làm vậy đó, sai hết. Của thầy kiểu như làm để bán để chuộc lợi là làm cái hư danh của thầy. Yeah. Rồi đi dùng tao đấy mấy tháng trước nè, nó điên qua đó. Điên qua là phu ơi đứng dạy nó nữa, bây giờ nó đi tùm lum la đi bán không. Một chậu về bán 2 triệu, 1 triệu. Dạ thì thầy, cho con hỏi thì nếu mà làm phép mà làm ăn. Dạ yeah, dạ. Làm phép mà những anh chị mà bỏ nhau đó, sư phụ làm. Rồi sư phụ cần cái gì sư phụ? À, cần cái gì, thí dụ chẳng hạn như có cái nhân vật gì để cho sư phụ làm là được đó. Đó mình, cái sổ tiên đó mình mua đổ cung, mua đổ này lam thôi. Ý con nói hai người kiểu như chia tay nhau rồi sư phụ cần cái hình ảnh hay là... Đó là hai cái hình. Hai cái hình. Ừ. Hai vợ chồng có một, hai tâm hình. Có họ tên đầy đủ luôn hả? Chà, có tên, có tên đàng hoàng, có tôi đàng hoàng. Biết tôi, biết tên mà làm được. Đó tôi không biết bùa thép gì đâu, là kiểu tấu của tôi tiếp thôi. Tấu của tôi đất đai thân nùi tiếp tôi thôi. Tiếp cụ giận của thế, bây giờ con trao nào có duyên là kiểu quấy dìa, gặp giữ, trống. Đó. Con nhiều đó. Thầy sẵn cho con hỏi thì làm phép làm ăn với vợ chồng bỏ nhau. Dạ dạ. Với lại mà kiểu như mà đất đai này kia đồ, thầy có hỗ trợ cho anh chị người ta kiểu như mà muốn bán đất cái nền này kia các kiểu rồi sư phụ? Dạ, cũng có chú ơi, có một số được, một số cũng không được. Vậy đó, mình có duyên á, duyên tìm ta được. Dạ. Như vậy là mỗi một quý vị Phật tử nào dạ. muốn nhận được sự giúp đỡ của thầy. Dạ. Thì thầy trước tiên thầy nhìn coi đủ duyên hay không. Dạ. Thì mới làm được hay thầy ha. Dạ. Không phải 100 người cứu được 100 người đâu, có đâu. Không có đâu. Như vậy là thầy còn phải nhờ thầy tổ soi cái đường ra rồi mới làm được. Đó cái vụ mình làm thay chú ơi, nói cái vụ đó mình đúng cham tới ông thay người ta khác, thay tôi khác. Mình làm thay á, không phải là mới vậy biết thay hết rồi, một ngang người là biết người ngang rồi, đâu có. Người ta chưa lừa mình, chưa lừa mình người tốt, người sao người ta biết hết rồi, ta biết mình hết rồi. Đó.
đang cho chú đi cũ dần cụ thê đó 35 năm ơi. Chú ơi, chú em ơi, nếu mà tôi ham tiền ham bạc của con cháu, tôi giao biết bao nhiêu. Thằng đại mua xe cho tôi nữa, ở thành phố mua xe tôi là 30 mấy triệu cho tôi trai cháu. Thầy không nhận nha thầy ha. Ông không cho chạy xe. Dạ, chỉ đi bộ thôi. Bây giờ người ta mua xe cho bay, tôi nói mua làm gì? Có mày có cho tiền cho gạo cho phụ án được rồi, mày mua làm gì? Dạ. Bây ông nói vậy mình hết rồi. Mà ông nói là hồi ông tổ niệm Phật tông kinh núi rồ, trong rừng trong hôm ông hồi đó ông có xe đâu. Bây giờ hết rồi. Ông 35 năm không biết xe đâu, biết chạy xe đâu. Dạ. Biết đâu, đi xe đậu xe ôm cũng. Dạ thưa thầy, thầy cho con hỏi thăm á là từ lúc thầy bắt đầu tu tập á, dạ, dạ, cho đến giờ thầy đã từng gặp mặt thầy tổ chưa thầy? Ú, gặp tổ tôi quá mà. Cái chuyện gì ông ra cho biết rồi. Dạ. Mà tôi nói chút đinh thôi, nếu mà nói như quê mình tới sau hiện nay là theo tôi á, theo tôi là 35 năm là ông tổ Việt Nam, tướng Việt Nam của mình. Yeah. Ông tổ Việt Nam bị ông nói là đúng 25 năm đó mới nói được đó, ông tổ Việt Nam mà nhập vô đây là ông Tô Sông Anh. Ông nói là con cháu ông á là 3.000 người đó. Con cháu của ông á không ít đâu, 3.000 người linh của ông đó, con cháu của ông không à. Yeah. Tôi nói là giữ gốc ở đây. Yeah. Bị ông nói là mình cứu dẫn cứu thế, mình làm thấy phải chấp nhận cho tốt, đừng ham tiền của người ta, con cháu của người ta, vợ của người ta, đừng ham đổ của người ta, ăn cướp trộm của người ta, lừa đau người ta là tổ chết. Yeah. Đó cả mạng tôi đó để cho ai, cũng để con cháu mình lợi đó, không đem đi đâu hết đó, không đem đâu. Đó cái vụ chui đi dọc đường, mình làm thay á, đi dọc đường người binh á, gặp thay mừng lắm chú ơi, mừng hết sức luôn, mừng người binh á, người đạo vậy đó. À, người đạo. Ừ, người đạo là mình đắc vụ mình đi dọc đường á, gặp người ta đạo, gặp thay mừng lắm. Dạ, đúng rồi. Đang là cụ nó cho nó xong đó, nó nghèo khổ đâu có gì đâu, có 10.000 bạc trong túi. Bây giờ mình làm thay á, mình đổi tới 20 ngàn. Bây giờ nó có tiền ở đâu? Bây giờ để một người đó chết, mình có phước chỗ nào? Không có đâu chú ơi, không có đâu. Yeah, nhưng mà đệ tử của thầy thì làm khác. Yeah. Yeah. Vậy đó thầy. Dạ thì sư phụ cho dạ. Con hỏi thì dạ. Con có nghe bà con ở đây đó nói là sư phụ hồi đó đó là nói tiếng người Khmer không à? Không dạ, dạ. Biết nói không, tiếng không. Việt. Không, nhưng không. Mà nhận điển dạ. Cái là nói tiếng Việt được. Dạ dạ dạ. Thầy chia sẻ về cái đoạn đó cho mấy anh em dạ. Biết. Bi là hồi đó là tôi đi hồi 17 tuổi lắm. Tôi là lâu rồi mà tôi nói năm là 90 là năm 89, 20 thôi. Là lúc đó tôi đâu có biết học hành, tôi đâu có dụ chua hóc ở đâu. Không có đâu, không có. Không biết một chữ luôn. Tiếng Việt mà không biết luôn hả sư? Rồi tôi lúc đó là có một ông, hai ông là bằng áo trăng. Ông cũng điềm cộng cuốn sách cho tôi đó. Rồi ông đưa cuốn sách cho tôi. Là một cuốn sách đó vì một viết. Ông đưa cho tôi là ông lấy đi. Là 3 ngày sau ông biết rồi. Biết hết. Rồi 3 ngày sau tôi biết hết luôn. Biết hết. Quá tuyệt vời luôn. Dạ. Như vậy là thầy gặp được một ông tiên. Dạ dạ. Áo trắng. Ừ. Rồi cho thầy một cái cuốn sách. Dạ, dạ. Thì sau khi mà thầy coi cái cuốn sách đó rồi thì bắt đầu thầy biết nói tiếng Việt luôn. Ừ, biết hết luôn, biết hết tất cả. Quá tuyệt vời. Ừ. Mà biết rồi ta không cho nói nữa. Không cho nói luôn, chú ơi. Không cho nói luôn. Dạ, có những chuyện thì có thể nói. Ừ, không có cho nói hết mà ông dân nó là đúng 25 năm mới nói được. Đó bây giờ đúng là năm 2019 COVID này nè. Dạ. Mới nói được luôn á. Dạ. Vậy cho chú. Dạ. Thầy ơi, thì thầy có thể chụp.